chợ đầu mối này là nơi cung cấp lượng lớn thịt cho thành phố Hà Nội. Chính những người bán hàng tại đây cũng khẳng định chất lượng của những loại thịt này rất khó đảm bảo. Em mua xiên sắn rồi là toàn lợn vớ vẩn thôi, có lợn ngon đâu. Chị nói thật mà, kể thì còn chị bán hàng đấy biết mà. Các loại phẩm màu và phụ gia cũng được những người bán hàng truyền tai nhau như là một bí kíp để làm món ăn này trở nên thơm ngon, hấp dẫn. Khi hỏi mua nguyên liệu ướp thịt xiên nướng, người bán hàng nhanh chóng giới thiệu cho chúng tôi một loại bột không nhãn mác với màu đỏ nổi bật. Làm thịt nướng nó phải cho một tí đầy đào, nó mới mình chính ra vị dầu hào, đường lên màu nó mới đẹp được chứ. Cách bảo quản món ăn này cũng ẩn chứa rất nhiều nguy cơ với sức khỏe người sử dụng. Theo chủ cửa hàng, để thịt bán được số lượng nhiều và luôn có sẵn, gấp đông thịt là cách chủ cửa hàng này sử dụng, dù thường xuyên lấy ra giã đông nhiều ngày. Lạnh nên để cho mát. Theo các chuyên gia, để trực tiếp ngoài môi trường như tại các hàng quán như thế này chính là con đường cho các loại ký sinh trùng nguy hiểm trú ngụ trong thực phẩm.